Thực ra thì bức xúc và bị tâm lý thì rất là lo lắng, đặc biệt là những cái sản phẩm mà dùng cho trẻ con, cho các cháu, bởi vì thực ra người lớn đôi lúc mình ăn mình mới phát hiện ra, của các cháu 2-3 tuổi các cháu biết cái gì, khi bọc ra đi đôi lúc là may ra hôm đấy là mua tại nhà, nhưng ở các cháu mua đi đường hoặc là đi ở trường thì không biết thế nào mà lần các. Đó là những lo lắng của anh Nguyễn Văn Hùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội khi mua phải hộp váng sữa Monte có dấu hiệu bất thường. Trước phản ánh của anh Hùng, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Rốt Việt Nam, đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm váng sữa Monte cho biết. Ngay ngày 19 tháng 7 thì chúng tôi cũng đã liên lạc và có cuộc hẹn với chị vào lúc 18 giờ. Tuy nhiên, cái thời tiết Hà Nội ngày hôm đấy mưa rất lớn. Nhân viên của chúng tôi trên quá trình mà đi thực hiện nhiệm vụ công việc thì đã bị tai nạn giao thông và không thể đến gặp chị Đan như là hẹn. Và chúng tôi không vì lý do đó để chúng tôi trì hoãn cái chuyện mà chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Và ngay lập tức là ngày 20 tháng 7 chúng tôi đã liên lạc lại với chị để xin lỗi người tiêu dùng. Và một lần nữa xin hẹn chị gặp chị đặt một cái lịch khác để mà làm việc. Nhưng chị Đan từ chối. Còn đây là những bình luận của người tiêu dùng khi sự việc của gia đình anh Hùng được kênh VTC9 phản ánh. Nhà tôi hôm trước cũng bị như này. Mua một lần về bị vữa như kiểu để lâu ngày, từ đấy không mua nữa. Cái này đúng, hôm trước mình vừa dính chửa xong. Trước rất nhiều chia sẻ của khán giả VTC9 về việc họ đã từng mua phải váng sữa Monte không đảm bảo, nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm này cho biết. Chúng tôi đã có nhận được cái trường hợp này nhưng mà thực sự rất là hy hữu, chỉ rất ít trường hợp xảy ra. Như chúng tôi đã rất là nhiều lần hướng dẫn người tiêu dùng và khuyến cáo người tiêu dùng là nên mua những cái sản phẩm này được bảo và sau đó bảo quản cái sản phẩm ở nhiệt độ từ 4 đến 8 độ C. Vì như chị biết, sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm chất lượng từ Đức, không hề có chất bảo quản. Được biết, sản phẩm váng sữa Rốt Monte có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, là sản phẩm được sản xuất bởi công ty Rốt của Cộng hòa Liên bang Đức và được công ty trách nhiệm hữu hạn Rốt Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Sản phẩm này hiện đang được bán trên thị trường với giá dao động tùy cửa hàng từ 55.000 đồng đến 65.000 đồng cho vỉ 4 hộp 55 gram, cao hơn nhiều so với sản phẩm sữa chua thông thường. Với mức giá đó, không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua cho trẻ sử dụng thường xuyên.